Xin chào quý bà Đây con, mình đây là đây Ly. Hôm nay đây Ly và anh đây kia ok nè cũng như là anh đây Tờ đến tại đây vườn ok nè để đến nhà tuyển vườn trái luôn mít cụ đỏ sơ vàng lá nè bầu đây Indo chỗ này nha. nữa nè Đây chỗ đang có những đây cái nè trái và những cái sao hoa ha, đang tuyển trái nha. đây nè những cái bóp này thấy Dạ. Rồi thì qua mấy cái anh kia rồi để tuyển cho bà con đây à. Rồi nó rất dép. À, cái lượng trái gì nè quá đã nè. Trên cây thì còn bông rất là nhiều, bông nào bông nấy nó to dữ dằn luôn. Không quay cái sát sát vô cho quý bà con chúng ta xem. À, một nhánh đó thì một cái cành cấp đó thì trên cây hiện tại đang có mấy cái bông nè. Ở ngoài nè, ở ngoài có một trái nè, hai nè, đây bông nữa, ba bốn, nhánh này không là bốn, rồi bên kia nữa kìa ha. Cái lượng bông với trái hiện tại trên một cái cây là tầm khoảng 20 ha, 20 bông cộng hoa với trái luôn nha. Rồi đó vậy là xong nó nhiều dạ. Màu luôn ha. Mà lớn nhiều màu được rồi chưa? Ừ, bao được rồi. Có đó là chùm lại được rồi. Chính giờ với chùm mấy không, để bao chút xíu em lựa cái trái rồi, mà nó rồi, tầm cỡ để nó vừa. Đã vậy xong anh bao liền. Thấy không? Này những trái này xấu nè. Đó, xấu mình bỏ. Nhưng mà mấy cái trái mà nó hơi lỡ cây nó thiếu rồi, như mấy thằng nó hơi bị lõm lõm mình này, để lên lõm lỡ lõm ít ít thì ok, còn lõm sâu quá bà con cắt luôn ha. Anh Dũng nó sao? Mấy cây mà nó có thiếu trái thì mấy trái nào ấy thì mình để lại luôn. Ờ, đúng rồi. Còn cái mi dạ. Nữa đâu rồi? Cái mi nữa đâu, đưa anh kia. Mi đâu? Trên xe. Rồi. Nè, đi dần vậy. Rồi tiếp đó. Đó, đưa như gì nè anh Dũng. Nè, khi mà nó vừa xả nhị xong đúng không? Anh thấy những mấy cái đầu gai như thế này nè, đúng không? Nó cái túi phấn nó đen. Bị đen, đúng rồi, tất nhiên là nó sẽ thu phấn xong rồi. Thì thời điểm này là anh bao được rồi, chứ anh đừng có để bự. Yeah. Để bự đôi khi là sao, có gùi vàng không, nói chung là nó lúc nào nó cũng có trong vườn mình chứ, dù ít nhiều thôi đúng không, điều kiện cần thiết là nó sẽ chích đó, nó sẽ chích vào đó, cho nên là mình phải bao sớm. Mà giờ trước khi bao thì mình phun thuốc sườn nhẹ nó cái, thuốc sâu cái ha, vài thuốc dưỡng luôn. Đó, xong cái mình bao phun cái bắt đầu đang bữa em bao với cái bự này trước. Dạ. Nhưng ok. Mà, phun, hoặc trái này là tranh thủ em phun. Ừ, trái này là quá đẹp luôn rồi. Còn trái bên này nữa thôi nó cũng quá đẹp luôn. Đó, thì cái trái này nè bà con nè, nó đang bung cái búp ra này bà con. Từ khi mà bung búp này ha, mà tới khi mà bà con đếm đúng 3 tháng 20 ngày là bà con cắt. Đó, bà con cắt ha, thì nó cũng có ngày có tháng gọi chơi ngày. Thì những cái kết quả này là Kia thử nghiệm cũng rất là nhiều vườn cũng như là nhiều vụ khác nhau bà con. Thì nói chung thì là kết thúc lại cho bà con ha, là 3 tháng 20 ngày. Đó, dạ. là sẽ thu hoạch. Dạ. Nếu như mà mùa mưa hoặc là mít cục đỏ có thể là chênh lệch mình neo được á, mình neo được nhiều hơn mít thái vài ngày được á. Thì nói chung mà mình neo không neo lâu, dữ lắm là vài ngày thôi chứ dạ, mình không rồi. Có neo nữa thì chung là cái nào cũng vậy thôi, tới ngày tới tháng thì nó cũng sẽ chín thôi, đúng nhưng rồi. Mình tới ngày tới tháng mình cũng cho đẻ thôi đó. Đâu mình đâu có ém được anh Dũng. Bông nè, dạ. Ồ, cái vàng bông nè, cây nào quá nó đủ trời, mình quá lấy đất. Hết thì ví dụ mình lấy đủ trái hết cái cây đó, ví dụ mình muốn dự định mình lấy cây này 4 quá trái hoặc 5 trái em thấy nó đẹp, vàng mấy điều bông, hết đủ quá hết rồi à. Là giống như này là tất nhiên là tỉa hết luôn, cắt bỏ hết luôn, tỉa hết. Dạ, tỉa hết. Có giật méo nhau không? Không, không, không. Hay là làm tới làm luôn. Không đâu. Khi mà giả sử như anh đi thăm vườn đúng không, hàng ngày đúng không, những cái trái nào mà hơi xấu 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 anh cắt trước bỏ, còn những cái bông mà nó chưa có chỗ ra hoặc là chỗ nhỏ là chuyện bình thường, không sao chứ á. Khi mà mình tỉa xong rồi chứ mình quay lại mình nhìn cái đọt, nếu có đi đọt phun xương ép nhẹ lên cái để cho nó dinh dưỡng, cho nó nâng cái trái lên cái, rồi thì đêm đó là mình buông luôn, buông đọt luôn đó đi nha. Đó là ok. Đó, quá đẹp. Bây giờ mình kêu chỉ là nhắn tin cái số điện thoại của anh gửi vườn qua cho chỉ cho mày đi, mày điện cho anh luôn. Đó là em giao thông. Rồi, đi tiếp nha. Đó. Ô cái cây này quá chừng không. Cái đợt sau này xuống trái đẹp cho mà coi nè. Đợt sau xuống trái đẹp. Dạ. Mình thấy nó không đẹp hơn. Cái đợt đầu nó bị lũ rúng đi, nó bị sâu sâu ong đi nhiều quá. Trời dữ quá. Thôi mới dở cho nó. Ngon tam. Thank you.
thấy đẹp đẹp không à? Dạ. Bông này sáng được luôn. Đó, đẹp luôn. Ôi thôi cái bông này đẹp ghê luôn. Cái này nó đẹp hơn hơn em nữa anh ơi. Sao này đẹp đẹp em nói anh, được sao mà đẹp không? Có được đậu á. Ok. Ồ cái này dư luôn. Như giả sử như cây này bà con thấy cây này mà gốc bự to to nè. Bà con cứ để cho kia nha. Từ mà 6 trái, 5 trái, 6 trái hoặc 7 trái nếu mà điều kiện cái gốc nó to, cái cây nó lực ha, thì bà con cứ để bình thường nha. Đó. Thì dinh dưỡng thì bà con cứ bón bình thường cho kia. Thì khi mà quý con bón dinh dưỡng vào đúng không? Thì cái trái nó càng ngày nó càng lớn thì cái cây nó cũng lớn theo cái trái đó bà con ha. Chứ không phải là bà con để nhiều mà khi mà bà con bón phân vô cái trái nó lớn mà cây nó không lớn, nó không phải, cái này nó lớn lớn đồng bộ luôn đó, thì cho nên là bà con yên tâm ở chỗ này ha. Có cây kia để tới mười mấy trái lận rồi bà con đó. Đây quả cây bên anh Dũng anh đang bên đó nữa kìa, quá trời dữ luôn rồi đó. Cái trái này là ok nè, trái này là bao nhất của anh luôn nè, trái này là bao nhất luôn nè. Cái này ok luôn nè. Anh gọi anh lấy cái tay anh gọi gì nè. Tất nhiên là giữa cái gai phải không? Nó bằng nhau nó không có chịu lõm là ok. Đó. Nhưng mấy trái nhỏ nhỏ nè anh Dũng. Trời ơi mấy cái trái này thôi thứ gì chịu nổi. Vậy đó là vô nhất hết chân đó anh ơi. Cái cây này thôi, cái cây này là mười mấy trái, gần 20 trái luôn rồi. Thì nếu điều kiện được thì quý con để cho ra tầm khoảng 8 trái. Như tầm anh tiễn được trên ra. Dạ. Như trình mạnh tiễn được chưa? Trình này nè. Trình này đúng không? Ừ. Trái này khi mà anh bao rồi đúng không? Anh bao rồi anh tiễn. Giả sử như bây giờ hai trái này hầu như là hoàn toàn đẹp hết đúng không? Ừ. Thì đầu những trái này mình không lấy vậy. Mình cứ thể cắt bỏ bình thường không sao hết. Ha. Đó. Cái đầu này cắt không? Cắt luôn. Cắt anh chỉ chừa lại những cái lá này thôi. Ha. Rồi. Là xong. Đó. Khi mà mình đã xác định cuối cùng. Đó. Thì như cái cuốn trái này nè. Đó là hai trái này nó đẹp. Nó đẹp nhưng mà cái trái này nó to rồi. Cái trái này nó ra đúng không? Tất nhiên là anh nuôi cái trái này. Đó, và đồng thời nữa là gì? Đó, cái trái này nó cũng càng lớn theo sau luôn. Đó. Dinh dưỡng đầy đủ thì hầu như là cái trái cũng lớn đều ok thôi. Nhưng mà mình phải lựa đẹp nha. Chứ đừng nói là cái trái này nó đẹp mà trái này nó hơi xấu hơn. Nếu mà để hai trái nó không được cân xứng á là nó vì cái độ đẹp, cái độ lớn gì sao nó không bằng. Đó. Dạ. Nhưng mà còn mình cắt mình hạn chế cái mũ nhiễu vô cái trái á. Nếu mà trường hợp muốn anh mũ sợ mũ nó nhiễu nhiều lấy cái giấy mà giấy đây đem anh chấm vô ha. Dạ chấm vô ha. Dạ là xong ngay thôi đó. Còn một cái vấn đề nữa, nếu mà cái cây của bà con cái thiều lượng bông mà nó trái nó nhiều cỡ này nè, giả sử như bà con để 8 trái mà nó ra tầm 20-30 bông như thế này đó, thì bà con phải để một cuốn trái là một trái thôi nha đó. Còn nếu mà trường hợp cây của bà con mà nó ít bông nhưng mà bà con muốn để cái tỷ lệ trái nó tầm khoảng cũng như mấy cây còn lại đó, thì khi mà một cuốn hai trái mà hai trái đẹp như này thì bà con cứ để cho ra bình thường ha. Đó. Cái này cũng ngon. Cái này là ok hết rồi, cái này dùng nhất hết rồi. Ngon lành đây nè. Ôi ôi. Quá dữ luôn Dũng ơi. Dạ. Ôi ôi cái này thôi chê luôn. Đó. Thì cái giai đoạn này thì ngoài cái việc mà chúng ta cung cấp dinh dưỡng, ngoài cái việc mà chúng ta sâu hại bên cạnh nó đó thì là gì, sâu đen là cái giai đoạn này nó mẫn cảm rất là dữ nè, giai đoạn này bung trà xả nhị nè đó. Đó, cho nên là phải phun thường xuyên cái bộ nấm phấn đó. Bịch siêu nấm ba tác dụng với dạ thì cái bộ đó thì anh nếu mà trường hợp anh phun đúng không thì đúng theo cái định lượng, đúng theo cái liều lượng nước cũng không đúng theo cái định kỳ đó, là về cái sâu đen là em cam kết anh khoảng tầm 95%. Hầu như là nếu mà anh phun càng kỹ hơn, hầu như là vườn anh không có luôn. Tại hổm gà em cắt cũng bao nhiêu mấy vườn rồi, hầu như là chưa thấy sơ đen. Mà mấy vườn kia bình thường thì trên cái ruột đỏ thì nó sơ đen cũng không thua gì mới thái. Sơ đen rất là dữ. Đi qua cây tiếp anh kia. Cây này quá chừng trái luôn rồi. Mà giờ cái giai đoạn này trái nào cũng đẹp á. Cái này là bao anh luôn nè. Bao luôn nè, cái này là ngon lành nè. Đi gần anh kia. Ok nè. Trái cho luôn đúng không? Ôi mấy trái này đẹp đẹp. Ok, trái này nó bị lõm đây. Cái này mình có thể cắt bỏ mà lấy được cái trái này. Nhưng mà cây này chắc cũng dư rồi. Hiện tại giờ chúng ta nhiều lắm nha. Là quay trên vườn mình á anh Dũng. Thì hiện tại chợ bông mà nó ra như thế này nè.
chiếm tỷ lệ tầm khoảng có 40% không? Bông hả? Ừ. Còn lượng bông lại hả? Dạ. Không, trên cây nha, lượng trên cây mà bông nó ra gì nè. 40% trên vườn không? Trời ơi, 40. Vườn nhiêu? Vậy đó. Là 100 hết trơn, 100 hay gì? Ờ, số lượng cây mà nó ra bông gì nè. Ra hết, chỉ còn số cây mà nó không bị rụng lá đó. À, vậy là ra 120 chứ không phải là ra 40 ha. Ra ngắt mẹ trơn. Ngắt trơn nha. Cái lửa lớn nó bể gai không? Không không không, cái này nó ít lắm. Không, không bể gai đâu. Cái trái này sao mà chịu nổi? Dạ. Chị Liên. Dạ. Cái trái này sao chịu nổi? Khi chịu nổi đi không nổi hả? Đi không nổi ha. À, tất nhiên là anh nói là đi coi được cái trái rồi anh đi không nổi chứ không phải là cái cuốn trái phải luôn trái không nổi. Lượng trái nhiều chắc em chia đâu anh. Dạ. Nếu trái đẹp mà đều chia anh chia ra. Chia sao? Chị cuốn cuốn trái đúng không? Cần ra. À giả sử đúng rồi, giả sử như ở đây anh để cái trái nè. Đúng rồi. Đẹp phải không? Ừ. Đó đẹp. Qua đây. Này, bên đây. Bên đây. Đúng rồi. Nếu như mà cây của mình mà dư trái mà mỗi cành mình để có thể là để đựng trái. Đúng rồi. Mỗi cành có thể thiếu một nhánh gì mà nó hai cuốn hai bên để luôn được không? Được. Thiếu trái nha. Được, bình thường. Dư trái em cắt bỏ. Đạt, bình thường anh. Đạt đúng không? Đạt, bình thường. Ok. Đủ trái thì mỗi cành mỗi trái. Đúng rồi. Đúng. Hầu như cái vườn của anh em thấy rồi, chứ từ dư cho tới dư thôi chứ không giờ thiếu. Trái này thấy em thấy vậy khi mà anh đưa tưới cái xô mà mát Israel vô ha, cộng với humic cho băng rồi vô ha, nó gãy 20-15 vô cái nữa thì khuôn trái này nó bao lớn, cực kỳ mau lớn. Cây này cũng đủ trái, không có thiếu. À, thấy bà con thấy nè, nó cái gai mà nó nở ra phải nói là tuyệt vời, ok luôn nè. Nhưng mấy này nó không bán rồi đúng không? Bán rồi hết rồi, cái này rồi hết rồi. Cái này là bao rồi, bao hết rồi. Như cái trái này nè, anh để ý tầm khoảng 7 ngày sau thôi anh bao nè. Khi mà anh đưa phân vô cái trái này mau lớn dữ lắm nè. Màu lắm, tụ phấn tầm tầm 7-10 ngày xong rồi. Cái trái đó vậy chứ cỡ ký rồi đó. Dạ. Em tính chiều hoặc ngày mai anh dịch thuốc sâu rồi cái này quay anh đi bao bằng lần. Trái đó cỡ ký rồi đó. Trong bông này là dữ dằn luôn nè. Cái này tầm khoảng cỡ 10 ngày nữa là bung hết rồi, bung bông hết rồi. 10 ngày nữa là xuống trái điều vườn. Ôi, trái này nè anh Dũng. Ôi, trái này nữa là ok anh luôn nè. Có 14-15 ký nè anh Dũng. Anh thấy vậy nè. Vậy đó hả? Ok là duy nhất luôn nè. Mười là 45 kg luôn nè. Em ghen hoài đó. Không có. Cái trái em làm gai nó đẹp quá trời. Em thấy cái bộ gai nó đẹp nhưng mà em thấy nó tròn quá à. Nhưng mà bộ gai nó đẹp nha. Đẹp. Đâu bao anh luôn cái trái này khoảng tầm 10 từ 12 tới 15 kg nè. Giữa này đủ ok nè. Ôi gì nè, ủa nữa tôi sợ lượt lên tôi tính luôn. Ừ. Bà cái quỷ cái đàn đàn này đụng nó dính dục cái đó là anh kêu cái gì giấy. Cái giấy đúng rồi, có người là kêu bông đực tôi không phải nghe, nếu kêu bông đực là khi mà cái có cái nó cũng sai, nó dính dù nó cũng cái cũng lại gọi là chưa đúng ha, chung là kêu bằng cái giấy thì nó đúng hơn ha. Quỷ dạ. Nói chung thì cũng phải có được có cái nó mới sinh nở được chứ. Phải không? Thì mất có thì mình hiểu là gì, hiểu ngầm là gì, nó là thuộc là một cái loại mà hoa lưỡng thích. Quá đẹp, quá ok luôn. Đó thì cái video này để chia sẻ cho bà con ha. Ngày hôm nay thì chị A cũng như là chỗ chị Ly đó, cùng đi đến cái vườn của anh Dũng ở Bình Tân Vĩnh Long. Đó thì chia sẻ cho bà con lại cái video mà cái kết quả mà làm bông làm trái cái mùa nghịch vừa rồi bà con. Đó thì hiện tại bây giờ là kết quả đã có rồi ha. Đó thì chị A cũng chia sẻ cho bà con vài cái video đó, thì từ khi mà làm bông cho đến khi mà thu hoạch bao nhiêu ngày, rồi từ khi là xả nhĩ thu hoạch bao nhiêu ngày, chung là vân vân, chung là đây là cái kết quả mà chị A muốn ghi lại để cho bà con ta điều kiện cần thiết thì bà con hãy gọi điện thoại trực tiếp vào hai số điện thoại trên màn hình đó, thì chị A cũng sẵn sàng chia sẻ cho bà con cũng cái vườn của bà con như thế nào ha. Đó, thì chị A cũng sẽ là gì, là bỏ hết công sức vào cùng với bà con ta làm như thế nào để cho đạt hiệu quả nha bà con nha. Đó, thì một lần nữa thì chị A như là chị Ly cảm ơn tất cả quý bà con sẽ theo dõi video này. Đó, thì cũng hẹn quý bà con lại một video tiếp theo bà con nha.